Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Điều đặc biệt trong lễ cưới Như Quỳnh Ngọc Sơn. Lễ cưới Như Quỳnh Ngọc Sơn được tổ chức riêng tư vào chiều mùng 9 tháng 10. Nhóm nhạc 365 và Xuân Lan tới chúc mừng đồng nghiệp thân thiết ngày 10. Hôn lễ của Như Quỳnh Ngọc Sơn diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của khoảng 200 khách mời. Nhưng Như Quỳnh chia sẻ trước đó, quy mô lễ cưới không lớn, nhưng ý nghĩa và thiêng liêng khi ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của cô và Ngọc Sơn. Nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho ngày trọng đại. Đàn nữ hạnh phúc tâm sự cô đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ. Vân rất hạnh phúc. Như Quỳnh chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ đầy nhất về cảm xúc của cô trong ngày cử hành hôn lễ. Một nguồn tin tiết lộ với Zin, lịch trình cưới của Như Quỳnh có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Lễ cưới được lên kế hoạch tổ chức vào sáng mùng 9 tháng 10 nhưng sau đó được chuyển xuống 15 giờ vì buổi tối trước đó, Như Quỳnh cùng khách mời tổ chức tiệc độc thân. Ngôi sao sinh năm 1970 quyết định thay đổi thời gian tổ chức lễ thành. Đàn nữ hạnh phúc tâm sự cô đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ Quỳnh rất hạnh phúc. Như Quỳnh chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ đầy nhất về cảm xúc của cô trong ngày cử hành hôn lễ. Một nguồn tin tiết lộ với Zin, lịch trình cưới của Như Quỳnh có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Lễ cưới được lên kế hoạch tổ chức vào sáng mùng 9 tháng 10, nhưng sau đó được chuyển xuống 15 giờ vì buổi tối trước đó, Như Quỳnh cùng khách mời tổ chức tiệc độc thân. Ngôi sao sinh năm 1970 quyết định thay đổi thời gian tổ chức lễ thành. Quyết định thay đổi thời gian tổ chức lễ thành hôn để đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho bản thân lẫn khách mời. Lễ cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn được tổ chức tại bờ biển của resort và xung quanh trang trí rất nhiều hoa tươi. Màu sắc chủ đạo của hôn lễ là trắng và theo đại diện của Như Quỳnh Ngọc Sơn, khoảng 400 kg hoa trang trí trong hôn lễ được nhập từ châu Âu. Nữ ca sĩ chọn hoa tulip, iris diên vĩ, lane, baby bread, queen anne lan và đặc biệt là Veronica ngoài là tên tiếng Anh của chủ nhân. Buổi lễ, Veronica còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tự tin của phụ nữ. Như Quỳnh kể khó khăn nhất trong khâu chuẩn bị là phải nhập thêm 40% hoa dự phòng để tránh rủi ro trong quá trình vận chuyển và đề phòng trường hợp gió biển mạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa. Một trong những điểm đặc biệt nhất ở hôn lễ của Như Quỳnh Ngọc Sơn đó là khách mời diện trang phục riêng theo quy định từ cô dâu, chú rể, phu dâu. Phu rể được diễn viên Hai Phượng tặng riêng trang phục để diện trong ngày trọ. Trọng đại của cô, các khách mời được cô dâu, chú rể tặng thêm nước giải rượu, collagen, thuốc, mì hộp và bánh ngọt. Ngoài ra, Ngọc Sơn cũng không hay biết váy cưới Như Quỳnh lựa chọn trong ngày cưới như thế nào. Như Quỳnh cho biết cô dành 6 tháng để tìm kiếm trang phục cưới bởi với cô nó rất ý nghĩa và thiêng liêng. Cuối cùng, đả nữ chọn váy cưới thanh lịch với phần vai bằng ren. Nữ ca sĩ không tiết lộ cho Ngọc Sơn để tạo sự bất ngờ với ông xã trong ngày vui. 15:30, Ngọc Sơn đưa cô dâu tới địa điểm tổ chức hôn lễ trên chiếc xe mui trần. Lúc này, 50 khách mời đã ngồi chờ để cùng chung vui với đôi uyên ương. Từ thời điểm chuẩn bị hôn lễ, phóng viên Zin tại hiện trường đã ghi nhận sự khẩn trương và an ninh nghiêm ngặt. Theo ghi nhận của Zin tại resort, hôn lễ được tổ chức riêng tư. Vì thế, an ninh luôn được thắt chặt, báo chí không được tác nghiệp trong khuôn khổ đám cưới. Lực lượng bảo vệ, an ninh liên tục tuần tra và chú ý sự xuất hiện của người lạ để bảo đảm sự riêng tư như mong muốn của Như Quỳnh Ngọc Sơn. Trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất là trao lời thề nguyện, chú rể Ngọc Sơn không giấu được xúc động và cầm tay người bạn đời. Anh nhắn nhủ, Sơn sẽ luôn yêu thương, trân trọng Quỳnh mãi mãi dù nắng hay mưa. Dù giàu hay nghèo, Sơn sẽ là người chồng, người cha tốt, luôn lắng nghe, thấu hiểu và nắm tay Quỳnh vượt qua sóng gió. Sơn sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu hai vợ chồng giận nhau. Sơn hứa nói chồng yêu vợ. Mỗi ngày Sơn hứa luôn lắng nghe, luôn cười và khóc cùng Quỳnh. Sẽ là người ở cạnh nắm tay Quỳnh cùng vượt qua dù có chuyện gì xảy ra. Sơn hứa khám phá thế giới cùng Quỳnh. Thật sự, đến lúc này, Sơn vẫn không tin được là mình đứng đây trước Quỳnh và Quỳnh sẽ là vợ của Sơn. Hiện tại, Sơn là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Lời hứa của Sơn trần khiến vợ anh và khách mời rưng rưng như Quỳnh đáp lại. Từ hôm nay trở đi, Quỳnh chỉ yêu mỗi Sơn. Tình yêu Quỳnh dành cho Sơn là duy nhất. 17 giờ, lễ thành hôn kết thúc.
Như Quỳnh Ngọc Sơn cùng khách mời di chuyển tới địa điểm tổ chức tiệc cưới cách đó khoảng 50 mét. Theo ghi nhận của riêng, tiệc tối chỉ gồm 6 bàn với khoảng 50 khách mời. Sau khi cắt bánh, cô dâu, chú rể cùng khách mời khiêu vũ, tương tự lễ thành hôn. Tiệc cưới được tổ chức riêng tư, thắt chặt an ninh và khách mời được nhắn nhủ hạn chế chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Ngọc Sơn đã bước sang tuổi 54, tuy nhiên anh chưa có dấu hiệu muốn kết hôn. Có đợt, anh bị đồn, cưới danh ca Như Quỳnh. Tuy nhiên, thực tế vẫn chỉ là tin đồn. Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng trong làng giải trí từ nhiều thập niên trước. Anh được khán giả thời điểm ấy yêu mến qua các nhạc phẩm Lòng Mẹ, Giận Hờn, Nhớ Về Em. Trong sự nghiệp của mình, ông Hoàng Nhạc Xến còn nhận được nhiều giải thưởng lớn. Hàng loạt giải thưởng danh giá cùng những thành công liên tiếp trên sân khấu biểu diễn và bằng đĩa giúp Ngọc Sơn trụ vững chắc ở vị trí ca sĩ ăn khách nhất Việt Nam những năm đó. Cho đến nay, các hãng đĩa vẫn nhắc đến tên Ngọc Sơn như một trong những ca sĩ có lượng băng đĩa bán ra nhiều nhất. Thành công trong sự nghiệp nên Ngọc Sơn sớm trở thành những ngôi sao giàu có nhất nhì showbiz Việt. Khối tài sản của Ngọc Sơn khiến nhiều khán giả choáng ngợp. Ca sĩ tình cha đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ, ngôi biệt thự giác vàng tọa lạc trên đường Sương Nguyệt Anh và bộ sưu tập xe. Năm 1995 đã sở hữu Cadillac, anh là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chiếc xe này. Cách đây ít lâu, trên mạng xã hội rộ lên tin đồn ca sĩ Như Quỳnh và Ngọc Sơn sắp kết hôn. Theo tin đồn này, gia đình của hai người đã gặp gỡ nhau bàn chuyện đám cưới. Lên tiếng về vấn đề này, Ngọc Sơn cho hay, anh cảm ơn đại gia đình đã quan tâm tới cuộc sống của anh. Tuy nhiên, không có chuyện anh và Như Quỳnh tổ chức đám cưới vào cuối năm. Tôi rất yêu mến Như Quỳnh, từ 20 năm trước đã yêu quý rồi. Cảm ơn đại gia đình đã quan tâm nhưng tôi với cô ấy không có đám cưới nào cả. Khi nào, Ngọc Sơn có tin vui sẽ thông báo tới đại gia đình chia vui cùng. Ngọc Sơn chia sẻ, trong khi đó, phía ca sĩ Như Quỳnh cũng lên tiếng bác tin đồn trên và cho rằng đó chỉ là lời đồn không có căn cứ. Đây là dịp danh ca Ngọc Sơn thoải mái hòa mình vào những hoạt động chân tay, tận hưởng giây phút rời xa phố thị, về với thiên nhiên trong lành. Sau những ngày bận rộn với lịch trình, danh ca Ngọc Sơn đã dành chút thời gian để về xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để làm nông dân. Giọng ca tình cha tự mình cầm cuốc xới đất, chọn lựa, thu hoạch trái cây chín và cùng anh em bạn bè thưởng thức ngay tại vườn. Hoạt động này khiến ông Hoàng Nhạc Xến được xả hơi, thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi ngày chạy sâu, bận rộn với hàng loạt vai trò nghệ thuật. Hơn nữa, bản thân Ngọc Sơn rất chăm chỉ rèn luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe nên khi được lao động chân tay, anh tỏ ra rất hăng say, miệt mài, không hề có dấu hiệu bị mệt mỏi. Ngọc Sơn chia sẻ, anh luôn dành nhiều tình cảm cho thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và trân trọng mỗi tấc đất quê hương. Nhiều lần có dịp đi diễn ở Mũi Né, Phan Thiết, Ngọc Sơn vốn đã rất yêu mến, nhớ thương mảnh đất có biển, có rừng vô cùng xinh đẹp này. Sau khi biết được Bình Thuận vẫn còn nhiều vùng đất hoang sơ chưa được khám phá nhiều, anh càng muốn dành nhiều thời gian tìm hiểu và may mắn biết được nơi đây. Khí hậu ở mảnh đất nơi Ngọc Sơn lựa chọn làm chốn an cư khá đặc biệt và kỳ lạ. Khi quanh năm đều mát mẻ, trong lành, nhiệt độ luôn dưới 25 độ, được ví như Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Phan Thiết, Ngọc Sơn không khỏi bất ngờ và càng muốn dành nhiều thời gian gắn bó với mảnh đất thiên nhiên giàu đẹp này. Nổi tiếng suốt hơn 30 năm, Ngọc Sơn cũng chẳng hề nề hà những hoạt động chân tay mà còn yêu thích việc hòa mình vào với những người nông dân, ngư dân chất phác, hiền lành nơi đây. Nam danh ca luôn trân trọng mọi giá trị lao động và thậm chí dành những mến thương đặc biệt cho những người làm ra hạt gạo, rau củ quả, chăm lo cho đời sống vật chất của người dân. Ngọc Sơn quan niệm, tầng lớp lao động nào trong xã hội cũng đều quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Đặc biệt tấm lòng chân thật, hiền lành của người lao động là điều anh luôn trân quý trong suốt sự nghiệp. Vì lẽ đó, chỉ cần có thời gian là Ngọc Sơn luôn tìm về những vùng quê.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.